Rồi, chào tất cả các bạn nha. Chào các anh em đồng nghiệp mình. Ngày mới chúc tất cả anh em các bạn được nhiều niềm vui và hạnh phúc và làm ăn được nhiều may mắn trong công việc của mình nha các bạn. Bữa nay mình đi thăm bảy gắn tiếp tục nữa. Nãy thì mình có thăm mấy cái rồi, mưa quá rồi mình không có quay nữa. Mà ở dưới xóm nữa. Xóm nhà ở dưới đó, phía sau lưng mình đó, là mình không có quay. Bây giờ lên tới trên ruộng, bây giờ nó cũng bớt mưa rồi các bạn ơi. Giờ cũng nổi nắng lên mà còn lắc gắt lâm râm. Rồi mình lên tới đây mình quay với bạn ơi. Rồi để mình tạm ngưng tới cái bẫy mình quay cho bạn xem nha. Rồi đây nè bạn ơi, cái này đợt trước dính con kẹt đầu chết. Cái luồng này mình mới thăm chuyến này, chuyến thứ hai nè bạn. Chuyến rồi là mình cũng trúng rắn bự bự đó bạn. Cái vạt này thì mình đặt ít thì mới để tăng cường thêm 4 cái nữa, là bữa nay mình thăm hết thảy là 28 cái. Mình đi đặt lần là có 24 cái à. Cái này đất rồi dính gắn kẹt đầu chết rồi, mình không thấy gì hết, chúng ra trong gốc còn chuột, trời ơi nó cắn đau cả ngày rồi. Định ngừng các bạn ơi, ngừng mình thay hai bao rồi. Rồi tới cái tiếp theo mình quay tiếp nha các bạn. Rồi đèn cái nữa các bạn ơi. Cái này cái chuyến rồi mình tăng cường thêm chứ chuyến rồi không có thăm cái này. Tăng thêm cường thêm 4 cái. Đây lụm lúa cái. Ôi con chuột chết queo. Ý dính bạn ơi. Con gì? Con hạnh này á. Hành ơi, hành 400-500 gram, nó nhì vậy bạn ơi. Rồi mình thay cái bẹp phụ vô rồi. Ở trên này trên giữa đồng hố hành đó. Tạm ngưng bạn ơi. Rồi đây cái nữa bạn ơi. Chuyến trước mình đi tới đây mình mới quay nữa bạn. Chuyến trước mình tới đây mình quay rồi, cái này nó dính một con kẹt đầu nó chết đó. Mệt quá. Ý trời ơi. Hổ hèo bạn ơi, giờ em thấy luôn. Ôi trời ơi. Trời ơi, vô rồi. Vậy là không ra mình sảy, có thể là mình sảy hổ hèo ở trong sẽ không đất đâu. U bích luôn rồi bạn ơi. U chưa để mình để cái bẫy phụ vô một cái bạn ơi. Quá đã rồi. Để cái bẫy phụ rồi mình mở ra cho bạn xem. Quá đã rồi. Cái con này là gạo rồi. Gạo rồi bạn ơi. Đó, đơn giản. Trống trống vậy đó mà nó ngon hơn bịch nha bạn. Bịch là chỉ hổ hành thôi. Đây, để đây đi. Con này chắc vô nhất rồi bạn ơi. Con này là vô nhất thiền rồi. Đó. Con này chắc cả ký 3. Ký 3, ký 4. Quá đã rồi bạn ơi. Đó. Êm không? Để mình làm nhẹ nhàng đó. Chứ bẫy mình vắng là nó quậy hồi là banh mình hết trơn, cái bắt đầu bán không có giá nữa các bạn. Rồi để mình ngưng lại kia, mình bắt cái ra vỏ mình để bên kia rồi. Bữa nay là trúng nữa rồi mấy bạn ơi. Chưa gì trơn rồi, lần này thấy nhiêu đây là thấy trúng rồi đó.
Mình biết chắc cú là bữa nay mình trúng rồi đó bạn. Hổm gà ta sảy chắc, chắc sảy hổ hèo chứ không phải sảy hổ đất. Trời ơi. Bẫy mình là 5 tấc các bạn ơi, mình không có làm bự dài quá rồi. Mình đi vuông nặng nề mà mình không có làm 5 tấc là vừa đi vuông rồi. Cứng à. Năm rồi mà được con 2 kg, 5 tấc mà dính 2 kg chứ không phải là nó không dính đâu. Quá đã rồi, quá đã rồi anh em ơi, anh em ơi, quá đã rồi anh em ơi, đã anh em ơi, ôi trời, ôi, con này dám có cái 4,5 gì chứ, cái 3 gì, hả? Ôi quá là trần sướng rồi. Quá chừng sướng rồi. Rồi để mình bỏ nó vô các bạn ơi. Còn hậu hành nãy cỡ nửa ký các bạn. Đó. Hai con này thấy mà cái 2 kg rồi. Rồi con hổ nãy gần 1 kg nữa. Mới ba con à. Ba con là thấy 3 kg gắn rồi. Trời trời. Ngon lành rồi. 3 kg gắn này là có tiền không mấy bạn ơi? Đó. Ngon lành không? Gắn này cũng có tiền nè. Rồi mình tạm ngưng các bạn ơi. Bữa nay clip này mình quay bữa nay chắc dài à. Đây mình có một cái đầu tà. Cái này mình chuyến gọi mình mới ấy các bạn. Mới tăng cường thêm. Một con bự bự nữa coi. Trong phòng cũng thấy vậy luôn. Con chuột tung tăng luôn. Êm quá kỳ ta. Đây cái nữa bạn ơi. Cái này mình đặt ngay cái ngã ba. Thấy cũng êm lắm mà không biết sao. Chính gọi cũng tăng cường cái này nữa nè. Đặt hướng nào. Hướng nào hướng này. Không thấy hiện tượng. Ê trời trời ơi, vô rồi mấy bạn ơi.
không thấy hiện tượng, không thấy cứt nè, mà nó nằm ở trong này một đống rồi mấy bạn ơi. Vô kèo nữa, ngon lành luôn mấy bạn ơi. Đây, mở ra cho bạn xem. Nằm cục không? Đã không? Nó gom cục à. Đó, phùng à. Ra. Nè. Chụp nó tấm hình coi. Nằm đàng hoàng. Dữ không? Dữ không? Mình đi đây, ta chụp tấm hình. Rồi. Nhưng bạn ơi. Thay bây. Rồi, mình bắt nó ra bạn ơi. Dùm nó nằm. Nó nằm một cục luôn nè, nó phanh nè. Đó. Mình bắt nó làm nhẹ nhẹ thì nó không sao. Mình đừng làm mạnh nó quá là nó nghe các bạn. Nó nằm thì cho nó nằm êm đi. Mình làm nhẹ nhàng nó thôi. Đâu có gì đâu, nằm nó thinh à. Vậy thì thấy xong rồi, cho nó chạy vô. Ôi ơi. Ừ. Dì dì à cắn. Tao gỡ dì dì à cho. Dì à cắn lỡ luôn. Lỡ lét. Tuần này đợt rồi thì phía bên đây nó thất các bạn, nó trúng ra bên kia. Bây giờ bữa nay mình thăm thì nó bên đây nó chạy, mà bên kia mình chưa thăm không biết sao đây. Dễ bên kia nó trúng một cái nữa thì ngon lành luôn. Đợt rồi bên kia trúng ngon lắm, cái đặt cái 6 cái mà dính hết 5 con bên kia. Ta bên kia 6 cái, bên kia dính 4 con nữa thôi là ấm rồi mấy bạn ơi. Trời không chuyển mưa tới nữa, không biết mình. Rồi, đen hết trơn luôn. Không biết mình dời là dời kịp không đây nữa. Còn bữa nay mình tính dời 6 cái mà chuyến rồi nó không chạy nữa các bạn. Tính dời mà bây giờ không mưa đen hết trơn rồi, giờ làm sao đây? Bữa nay làm sao mà dời kịp đây, rồi thăm kịp đây. Sáng giờ mưa hoài. Rồi mình ngưng bạn ơi. Đây một cái nữa bạn ơi. Cái này chín rồi. Mình dính con nè, qua cái khu bên đây nè, 6 cái với 5 con nè các bạn. Nãy 6 cái bên kia mình cuốn rồi. Cuốn dời mà bây giờ chắc dời không kịp bây giờ, chắc mấy cái à. 2-3 cái thì thôi. Trời ơi lúa lên vậy đi.
Ê, dính mấy bạn ơi, dính rồi, lúa nó lên. Nó không dính. Một con nhỏ các bạn ơi. 400 g à, 500 g rồi. Đang bung luôn trời, đang bóng luôn. À, rồi mình tạm ngưng các bạn ơi. Nãy giờ mưa quá chừng mưa. Đi qua bên kia cuốn mà mình cũng không quay được, dính được con nè, con cũng cỡ con này nè. Bây giờ qua tới đây tạnh mưa rồi, giờ mình quay nè. Rồi đây một cái nữa bạn ơi, chiếc này mình quay 6 cái này luôn mấy bạn ơi. Nếu có dài mấy bạn xem cũng thông cảm cho mình nha. Nãy đã dính con bên bờ đó đó mấy bạn, rồi mình nãy mới đặt thêm trên cái cây trên đó một cái nữa. Cái này đặt rồi cũng dính một con nè. Rồi đợt này chết chuột rồi các bạn ơi, giờ mình thấy con chuột chết rồi. Ủa con chuột nào nó vô nó chết á, con chuột mình nó còn chổng kìa. Chuột này chuột ở ngoài vô rồi, ngưng các bạn ơi. Rồi đây cái này các bạn ơi, cái này cái thứ ba, cái này chứ gọi mình la không êm, mình tính dời đi mà mình làm biến quá mình không có dời luôn. Để đại, ê trời trời, để đại mà dính trời ơi, dính con bự nữa chứ, con bự nữa các bạn ơi. Ôi trời, phải giờ vô là phập, đi là phập rồi. Úi trời, rồi đi là phập rồi bạn ơi. Trời ơi trời, sướng rồi, sướng nữa các bạn ơi. Con này cắt tầm ký chứ mốt gì nè. Đây đây đó, sướng không, phải giờ đi phập rồi. Hên 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 quá bạn ơi. Rồi để mình ngừng bắt nó ra coi, mình bắt cái con kia ra luôn rồi bạn ơi. Đây em nó đây, con này trên ký bạn ơi, con này chắc cỡ ký mốt ký hai quá. Bây giờ đi học coi. Lấy đăng ký á, rút ngược này, rút ngược ra. Quá đã bạn ơi, nãy trời mưa có một con mình ở ngoài lộ mình thăm trước đó, mình không có quay các bạn. Mưa nãy thăm trời mưa luôn, thăm giấc sáng mưa rồi.
ba con bự rồi với hai con nhỏ rồi bạn ơi. Đi quên bắt con nhỏ kia ra nữa. Thôi lỡ mình tạm ngưng đi, mình bắt khỏi quay bạn ơi. Được cái nữa bạn ơi. Cái này chứ. Những rồi dính hổ hành nè. Có mấy con nhỏ nè. Cái nhỏ nó quậy quá, mình sợ. Nãy có một cái nó không quay nữa. Dính ra nhau trời. Còn cái đó cũng không dính, cái đó chết chuột. Đại ca này nè. Đại ca. Đại ca nhỏ bạn ơi. Đại ca này ngon hơn hổ hành. Quá là có tiền nè. Đây nè. Đang thu đi. Đó. Con này con thứ ba. 6 cái. Chính 3 con nè. Rồi mình tạm ngưng các bạn ơi, mình thay cái bể phụ vô. Rồi mình cũng tổng kết gắn đây luôn các bạn ơi. Nãy cái kia nó cũng dính con mà ngay cái đám mình không có quay các bạn ơi, không có quay được. Uổng cái đó quá, dính con nó mà cũng nhỏ hả. Này ba con bự nè các bạn, ba con này chắc cũng từ 3 kg trở lên. Rồi đây. Đây thì được 4 con. Bữa nay được 4 con nhỏ. 4 nhỏ cũng ký mấy. Con đó thì con có 410 g. Rồi với con hổ hèo với con hành nè. Này thì cũng tầm ký ngoài 2 kg. Rồi bữa nay được nhiêu này nè mấy bạn. Tổng kết là được nhiêu đây nha mấy bạn. Cũng 6-7 kg. Cũng nặng lắm. Rồi bye bye các bạn nha. Hẹn bạn clip sau đi.